Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 2 tháng 9, Trân Phước Joan Bilo và các bạn từ đạo tháng 9. Xin tạ ơn Thiên Chúa lòng thương xót. Xin tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Tạ ơn Chúa, con ra về lòng vui hoan ca. Tạ ơn Chúa, con ra về loan báo tin mừng. Xin tạ ơn Thiên Chúa lòng thương xót. Xin tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Tạ ơn Chúa, thăm phố phường cùng nơi quê xa. Tạ ơn Chúa, chúc mọi người vui sống an toàn. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 2 tháng 9, Trân Phước Joan Bilo và các bạn từ đạo tháng 9. Trân Phước Joan Bilo là Tổng Giám mục Giáo phận Acre, nước Pháp. Joan Bilo và các bạn từ đạo của Ngài được mừng kính hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9, bởi vì các ngài đã anh dũng từ đạo trong suốt cuộc cách mạng Pháp. Sự kiện là người ta ép buộc phải tuyên thệ giữ bản hiến chương 1790. Mà trong bản hiến chương này có nội dung chống lại giáo hội. Nếu ai không tuyên thệ thì sẽ bị tống ngục. Vào năm 1792, hình phạt tống ngục được chuyển thành án tử hình. Ai không chịu tuyên thệ, không chịu ký vào tuyên thệ bản hiến chương 1790 sẽ bị tử hình. Có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã can đảm không ký vào bản tuyên thệ ủng hộ hiến luật mới này. Và các ngài biết rằng làm như thế thì sẽ bị xử trảm. Đức Thánh Cha Pio thứ 6 đã ủng hộ các ngài và lên án bản hiến luật. Đó là thời kỳ đau buồn nhất đối với người dân Pháp. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1792, một đám đông gồm hàng trăm người đã bạo loạn và đột nhập vào một tu viện cổ, hiện là nhà giam các linh mục và tu sĩ, những người không chịu tuyên thệ bản hiến chương 1790. Đám đông hỗn loạn ấy đã xông tới nhiều linh mục và bắt các ngài phải ký vào bản tuyên thệ. Từng linh mục đã kiên quyết từ chối, không chấp nhận ký tên vào đó. Lập tức các ngài bị giết chết ngay. Trong số các vị từ đạo có Trân Phước Alexandre Lenfant, một linh mục thuộc dòng tên. Chỉ vài phút trước khi qua đời, Alexandre đã giải tội cho một linh mục bạn. Lát sau, cả hai linh mục này đều bị giết chết. Sau đó, những kẻ bạo loạn đi tới nhà thờ Cát Minh, sau này cũng được dùng làm nhà tù. Trân Phước Gioan, Tổng Giám mục Thanh Acre, cùng với các giám mục và linh mục khác đang bị giam tại đó, tất cả đều từ chối tuyên thệ, không ký vào bản hiến ước đó. Và tất cả đều bị sát hại. Vào ngày mùng 3 tháng 9, cũng đám đông hỗn tạp ấy kéo nhau tới nhà dòng Lazarus. Nơi đây cũng bị biến thành nhà tù, gồm có 90 linh mục và các thầy dòng. Chỉ có 4 người thoát nạn được thôi. Tính tới lúc cuộc cách mạng Pháp 1789 chấm dứt, đã có 1.500 Kitô hữu bị giết hại. Nhiều vị là giám mục, linh mục và tu sĩ. Các vị từ đạo tháng 9 mà chúng ta mừng kính hôm nay có 191 vị. Các ngài đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11
phong chân phước vào năm 1926. Thưa anh chị em và các bạn, đi theo Chúa là phải xưng mình ra trước mặt thiên hạ, là phải trung thành với Thiên Chúa là Chúa duy nhất, trung thành với lời của Ngài, với giáo huấn của Ngài, với giáo huấn của giáo hội. Nếu những quy định, những luật lệ của người thế gian, ngay cả luật pháp của một quốc gia không đi ngược lại với luật Thiên Chúa và luật giáo hội thì chúng ta theo. Ngược lại, nếu nó đi ngược lại với luật của Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa và với giáo huấn của giáo hội, chúng ta cương quyết không đi theo, không chấp nhận, không đồng ý và không tuyên thệ trung thành với những quy định, luật lệ, hiến pháp đi ngược với Thiên Chúa và giáo huấn giáo hội. Rõ ràng như vậy. Ví dụ ngày hôm nay có một vài nước bắt linh mục là phải nói những gì người ta xưng tội vì liên quan đến chuyện gọi là ấu dâm, thì luật buộc tất cả các linh mục công giáo không bao giờ được phép tiết lộ bí mật mà hối nhân xưng ở trong tòa dưới bất cứ hình thức nào. Đó là ấn tín tòa cáo giải. Mà nếu người linh mục giải tội mà vi phạm cái ấn tín tòa cáo giải thì đương nhiên tức khắc bị treo chén, ngưng chức linh mục lên. Cho nên dù hiến pháp hay luật pháp của bất cứ quốc gia nào cũng không có bắt được người linh mục vi phạm ấn tín tòa cáo giải. Dù có chết thì chết, người linh mục ấy vẫn nhất định không là không. Cho dù có bị tù, bị ra tòa hay là bị đe dọa dưới bất cứ hình thức nào, ngay cả chết thì cũng vẫn phải giữ ấn tín tòa cáo giải. Hoặc là các thánh tử đạo Việt Nam nhất khoát là không bước qua cây thập giá, dù người ta có dụ dỗ hay là có ép buộc cũng dứt khoát không bao giờ. Có khi bảo là thôi cứ giả vờ bước qua đi cho nó xong. Không được phép làm như thế. Ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thầy cũng tuyên xưng người ấy trước mặt cha của thầy đứng ngự trên trời. Phúc cho các con khi vì thầy mà bị người ta bách hại, phần thưởng của các con lớn lao trên trời. Trong cuộc sống ngày hôm nay, anh chị em mình không bị người ta bách hại đạo một cách công khai, nhưng có khi dưới nhiều hình thức này, hình thức nọ. Có khi suy yếu lý lịch, nếu mà ta khai công giáo thì sẽ bị mất việc hay không được thi đại học, hay là không vào được những trường đại học mình mong muốn. Liệu mình có dám ghi công giáo hay không? Đấy, ví dụ thế. Hoặc là khi ăn cơm mình có dám công khai mình làm dấu để xin Chúa chúc lành cho bữa ăn này hay không? Hay là ngại? Hoặc là mình đọc kinh, cầu nguyện, có dám công khai đọc kinh cầu nguyện không? Hát, ca, chơi, nhậu, nói chuyện, phiếm đủ thứ thì chẳng ngại, chẳng sợ, chẳng xấu hổ, về hùa với người ta. Nhưng mà đọc kinh cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa thì lại ngại. Em chả, em không dám. Tại sao chửi thầy lại dám? Tại sao nói hành nói xấu lại dám? Chứ tại sao vũ khống người ta lại dám? Mà đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện thì lại không dám là sao? Sợ người ta cười, sợ quê thế này thế nọ. Đó, mình dám công khai làm công việc lương tâm mình thấy đúng, mình cứ làm. Đâu cần phải làm để người ta khen đâu mà sợ hay với dở. Đâu cần phải làm để chấm điểm hay có thưởng có phạt gì đâu mà phải lo đúng lo sai. Mà cứ nói chuyện trên trời dưới đất thì liên tu bất tận, chẳng mệt, chẳng ngại, chẳng xấu hổ gì cả. Mà nói về lời Chúa mà cầu nguyện thì lại mệt, ngại, xấu hổ, không dám. Nghĩa là sao? Xin Chúa cho mỗi người những tông đồ của lòng Chúa thương xót, dám mạnh dạn ra đi loan báo, nói cho mọi người về lòng Chúa thương xót,
không ngại gì cả. Mà nếu có bị cấm cản, nếu có bị ngăn trở, nếu có bị chống đối, thì dám can đảm như các thánh tử đạo ngày hôm nay, dám chấp nhận thà chết chứ không thà bỏ đạo, thà chết chứ không thà bỏ lòng Chúa thương xót. Amen. Xin tạ ơn,